Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày mới kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng người tỏ như là người nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh bản sự quyển 6 phẩm 3 ba pháp phần 1. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Biết sao nên biết cảnh giới của các loài hữu tình thân cận với nhau, không chống trái nhau. Những loài hữu tình có sự hiểu biết thấp kém cùng với các loài hữu tình có sự hiểu biết thấp kém, thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Các loài hữu tình có sự hiểu biết thù thắng. Cùng với các loài hữu tình có sự hiểu biết thù thắng, thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Cảnh giới của các loài hữu tình nơi đời quá khứ đã thân ái nhau, không chống đối nhau. Các loài hữu tình có sự hiểu biết thấp kém cùng với các loài hữu tình có sự hiểu biết thấp kém để thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Các loài hữu tình có sự hiểu biết thù thắng cùng với các loài hữu tình có sự nhận biết thù thắng, thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Cảnh giới của các loài hữu tình nơi đời vị lai sẽ thân ái nhau, không chối trái nhau. Các loài hữu tình có sự hiểu biết thấp kém cùng với các loài hữu tình có sự hiểu biết thấp kém để thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Các loài hữu tình có sự hiểu biết thù thắng cùng với các loài hữu tình có sự hiểu biết thù thắng, thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Các loài hữu tình ngay đời hiện tại đang thân ái nhau, không chối trái nhau. Các loài hữu tình có sự hiểu biết thấp kém cùng với các loài hữu tình có sự hiểu biết thấp kém để thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Các loài hữu tình có sự hiểu biết thù thắng cùng với các loài hữu tình có sự hiểu biết thù thắng, thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Thế là tôn giả Kiều Trần Như cùng với đồng bản của mình gồm 60 người thường nhóm họp cùng tu phạm hạnh A Lan Nhã. Tôn giả Ma Ca Diếp cùng với đồng bản của mình gồm vô lượng người thường cùng nhóm họp tu tập diệu hạnh Đầu Đà. Tôn giả Sa La Phất cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường cùng nhóm họp tu tập hạnh đại trí tuệ. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường cùng nhóm họp đồng tu tập hạnh đại thần thông. Tôn giả Cầu Sắc Chỉ Lê cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp tu tập đồng tu tập hạnh vô ngại giải. Tôn giả Mãn Tường Tử cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người từ nhóm hoạt đồng tu tập hạnh giảng thuyết chánh pháp. Tôn giả Kana Kada Diễn Nam cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm hoạt đồng tu tập hạnh giải thích kinh điển. Tôn giả Thiện Hiện cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người từ nhóm hoạt đồng tu tập phạm hạnh trụ vô tránh. Tôn giả Hiệt Lệ Phạt Đa cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người từ nhóm hoạt đồng tu các hạnh tĩnh lự. Tôn giả Ưu Ba Ly cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp đồng tu hành trì luật. Tôn giả Dật Lực Sĩ Tử cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp đồng tu hành trải tọa cụ cho chúng tăng. Tôn giả Bất Diệt cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp đồng tu tập hành thiên nhãn tinh tịnh. Tôn giả A Nan cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp đồng tu tập hành ưa chuộng đa văn. Tôn giả La Hổ La cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp đồng tu tập hạnh vui thích trì giới. Đồng Tử Ca Diếp cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp đồng tu tập hạnh giỏi biện thuyết. Tôn giả Kiếp Tỷ Noa cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp đồng tu tập hạnh giáo giới giáo thọ đại biết xô. Tôn giả Nan Đà cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp đồng tu tập hạnh giáo giới giáo thọ bí xô ni. Tôn giả Ưu Ba Tây Na cùng với đồng bạn của mình có vô lượng người thường nhóm họp đồng tu tập hạnh đầy đủ oai nghi. Tôn giả Nghiên Mỹ Nan Đà cùng với đồng bạn của mình gồm 60 người thường nhóm họp đồng tu tập hạnh đoan nghiêm. Kẻ Ngu Si Thiện Họ cùng với đồng bạn của mình gồm 60 người thường nhóm họp đồng thực hành hạnh bạo ác độc. Vì thế nên biết các loài hữu tình thân cận với nhau, không chống trái nhau. Các loài hữu tình có sự biết thấp kém cùng với các loài hữu tình có sự biết thấp kém để thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Các loài hữu tình có sự biết thù thắng cùng với các loài hữu tình có sự biết thù thắng, thân cận nhau, ảnh hưởng, hỗ trợ nhau. Khi ấy Đức Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: Như cỏ cây rừng rậm, cũng như mưa, gió và lửa, mỗi vật do giống loại. Loài hữu tình cũng vậy, người ngu quen với ngu,
Người trí thân với trí, bạn bè riêng giống loại, nên gần người có trí. Gần gũi người biến nhát, nhất định mất trí tuệ, như phá rách, phao nổi, chắc định chìm biển sâu. Nên phải lìa biến nhát, ưa ở chỗ vắng vẻ. Gần gũi người có trí có thể mau hết khổ. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết cho nên biết do ba nhân, ba duyên có thể đưa đến đời sau. Ba nhân duyên đó là vô minh, chưa vĩnh viễn đoạn trừ, ái chưa trừ bỏ và nghiệp chưa dứt trừ. Do những nhân duyên này đưa đến nên đến đời sau, vì sao? Vì nghiệp là ruộng tốt, tức là hạt giống, ái là nước tưới, được bảo vệ do vô minh, vô trí, không thấu tỏ, không nhận biết, thức liền an trụ. Đối với ba cõi dục sắc vô sắc thì cõi dục là thấp nhất, cõi sắc ở bậc trung, cõi vô sắc là hơn hết. Thuận theo nghiệp của dục giới đến quả dị tục, không hiện tiền, không thể đo bày được kết quả. Đây là cõi dục, do nghiệp nơi cõi dục đưa đến quả dị tục, chính thức hiện tiền nên hiện bày được kết quả. Đây là cõi dục. Nên ngay khi ấy, nghiệp là ruộng tốt, tức là hạt giống, ái là nước tưới, bảo vệ do vô minh, vô trí, không thấu tỏ, không nhận biết nên tức liền an trụ, đưa xuống chốn thấp kém của dục giới. Tuần theo nghiệp của sắc giới đưa đến quả dị thục. Nếu nghiệp không hiện tiền thì không thể đo bày được kết quả. Đây là cõi sắc. Dân nghiệp nơi cõi sắc đưa đến quả dị thục chính thức hiện tiền nên đo bày được kết quả. Đây là cõi sắc. Nên ngay khi ấy, nghiệp là ruộng tốt, tức là hạt giống, ái là nước tưới, được bảo vệ do vô minh, vô trí, không thấu tỏ, không nhận biết, tức liền an trụ, đưa đến chốn bậc trung của cõi sắc. Tuần theo nghiệp của cõi vô sắc đưa đến quả dị tục không hiện tiền, không thể đo bày được kết quả. Đây là cõi vô sắc. Do nghiệp của cõi vô sắc đưa đến quả dị tục chính thức hiện tiền nên có thể đo bày được kết quả. Đây là cõi vô sắc. Nên ngay khi ấy, nghiệp là ruộng tốt, tức là hạt giống, ái là nước tưới, được bảo vệ do vô minh, vô trí, không thấu tỏ, không nhận biết, thức liệt an trụ và cõi vô sắc tốt đẹp. Bí xô nên biết, do xa lìa nên xuất ly cõi dục, do vô sắc nên xuất ly cõi sắc, do diệt trừ hẳn nên xuất ly tất cả, tư lự làm chuyên nên phát sinh các hữu. Bí xô các ông nên dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật, xuất ly khỏi cõi dục nên dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật để xuất ly cõi sắc và cõi vô sắc. Thế nào là các ông nên dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật quan sát xuất ly cõi dục? Nghĩa là lìa các pháp ác bất thiện nơi cõi dục có tầm có từ, ly sinh hỷ lạc an trụ hoàn toàn vào tánh lợi thứ nhất. Dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật, trong đó có sắc thọ tưởng hành thức, tánh của pháp này đều là vô thường, đều là khổ, như bệnh, như ung nhọt, như trúng tinh độc, có phiền não, có độc hại, có sợ hãi, nghi ngờ, có hiểm oán, có thù địch, mâu chống, hư hoại, nhiều các tật dịch, nhiều các tai ương, hư giả không thật, ly tán, không có ngã, không thể tin tưởng. Vậy nên các ông phải dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật để xuất ly cõi dục. Thế nào là các ông nên dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật để xuất ly cõi sắc? Nghĩa là chính thức vượt qua tất cả tưởng về sắc, diệt tưởng hữu đối, không còn tư duy vào tưởng gì khác nữa, hoàn toàn an trụ nó hư không vô biên, xứ không vô biên. Dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật về thọ tưởng hành thức, trong đó tánh của pháp này đều là vô thường, đều là khổ, như bệnh, như ung nhọt, như trốn tinh độc, có phiền não, có độc hại, có sợ hãi, có nghi ngờ, có oán hận, có thù địch, nhiều các tật dịch nhanh chóng hư hoại, nhiều các tai ương hư giả không thật, ly tán không có ngã, không thể tin tưởng. Thế nên các ông phải dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật để xuất đi khỏi sắc. Các ông vì sao nên dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật để xuất ly cõi vô sắc? Nghĩa là nhận biết đúng đắn, đây là tịch tỉnh, đây là vi diệu, nghĩa là lìa kiêu mạn, dứt các thứ khác ái, diệt các a lại gia, đoạn trừ các con đường lưu chuyển tắc hoàn toàn không sở đắc, dứt ái ly dục, niết bàn tịch diệt. Và đây các ông phải dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật để xuất ly cõi vô sắc. Ai làm được như vậy, nghĩa là dùng chánh tuệ quan sát đúng như thật để ra khỏi ba cõi. Ngay đây ba cõi dục sắc và vô sắc càng thêm nhàm chán, từ bỏ càng nhàm chán, từ bỏ đến chính thức lìa dục. Chính thức lìa dục nên được giải thoát, được giải thoát xong tự thấu tỏ. Sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: dùng chánh tuệ quán sát, tu xuất ly ba cõi, chấm dứt hết các hành, đắc niết bàn tối thượng, đã thoát khỏi các lậu, khiếu tu tập vui vẻ, ngay nơi thân tối hậu, hàng phục hết các ma. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bây giờ nên biết có ba nhân, ba duyên làm cho các hữu tình
mong cầu lợi dưỡng, sinh nhiều lỗi lầm. Và nhân duyên đó là: một, tham dục làm nhân làm duyên, khiến các hữu tình mong cầu lợi dưỡng, sinh các lỗi lầm. Hai, sự đâm chấp làm nhân làm duyên, khiến các hữu tình mong cầu lợi dưỡng, sinh các lỗi lầm. Ba, thọ dụng không thấy lỗi lầm, làm nhân làm duyên, khiến các hữu tình mong cầu lợi dưỡng, sinh nhiều lỗi lầm. Bí xua các ông không nên phát sinh ba nhân duyên, ba duyên cầu lợi dưỡng, sinh nhiều lỗi lầm này. Bí xua nào đầy đủ ba nhân ba duyên như đã nói này, đi đến nhà thí chủ cầu xin lợi dưỡng tốt hoặc giả, lúc nhà đó bỗng nhiên bị sa sút, khi thấy bí xua đến sinh lòng buồn rầu lo lắng, lặng thinh không cung kính chào hỏi, không đứng dậy tiếp rước, không nhấc ghế mời ngồi, không nói chuyện. Bỉ Xô thấy tướng ấy liền nghĩ, nhà thí chủ này thường cung kính tiếp đãi, ai đã dèm xỉm đến nỗi như vậy. Chuyện nhân duyên này làm cho Bỉ Xô không vui vẻ, không nhẫn nhục, lòng sân hận, độc hại phát sinh, hoặc phát sinh nghiệp ác bất thiện thuộc thân ngữ. Do vậy bị đọa trong các nẻo ác, chịu quả báo không ưa thích. Bỉ Xô nên biết ta quán xét các loại hữu tình khắp thế gian, do lợi dưỡng quá nhiễu làm tâm họ, sau khi qua đời bị đọa trong các nẻo ác, sinh ở địa ngục, chịu qua quả báo không ưa thích. Ta quan sát các loài hữu tình khắp thế gian, do suy tổn làm rối loạn tâm họ, sau khi qua đời bị đọa trong các nẻo ác, sinh ở địa ngục, chịu quả báo không ưa thích. Ta quan sát các loài hữu tình khắp thế gian, do lợi dưỡng và suy tổn làm rối loạn tâm, sau khi qua đời bị đọa vào trong các nẻo ác, sinh ở địa ngục, chịu quả báo không ưa thích. Vì sao? Vì phàm phu ngu si bị các lợi dưỡng trước hết phá hết lớp màng mỏng của họ, phá lớp màng mỏng xong phá đến da, phá da xong phá đến thịt, phá thịt xong lại cắt đứt gân mạch, cắt đứt gân mạch xong lại phá xương cốt, phá xương cốt xong lại tổn thương tủy não, sau đó mới dừng. Thế nên các ông phải học như vậy: ta phải tu tập như thế nào để không bị lợi dưỡng quá nhiều tâm, ta phải tu tập như thế nào để không bị suy tổn quá nhiều tâm. Ta phải tu tập như thế nào để không bị lợi dưỡng và suy tổn với nhiễu tâm? Một mình ở chỗ vắng vẻ, siêng tu tập hành thánh, mau chứng niết bàn, thường lạc vô thường. Bí số các ông nên học như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: do ba loại nhân duyên mong cầu các lợi dưỡng, phá vô số công đức và thối thất nhân thiên. Những người có trí tuệ được chút ít lợi dưỡng, tâm họ khéo an định, bất định như núi lớn, thường tính lự an nhiên, quán đúng nghĩa các pháp, tu tri kiến sâu xa, chưa niết bàn tương lai. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí xưa nên biết sinh vào chỗ tốt đẹp, trong dục giới lược có ba loại. Ở đó tuy họ được nhiều phước lớn, nhưng phải chịu luân hồi sinh tử theo các dục, không thể xuất ly. Vì sao? Vì cõi sống tốt đẹp ấy cũng thuộc về cảnh giới hoạt động của dục. Thế nào là ba? Một, chỗ sinh thù thắng là cõi trời dục, trụ nơi dục giới. 2. Chỗ sinh thù thắng là cõi trời lạc hóa nơi dục giới. 3. Chỗ sinh thù thắng là cõi trời tạo hóa nơi dục giới. Đó là ba chỗ sinh thù thắng nơi cõi dục. Đối với người đó, tuy được phước rất lớn, nhưng phải chịu luân hồi sinh tử trong các dục, không thể xuất ly. Vì sao? Vì chỗ sinh thù thắng ấy cũng đều thuộc về cảnh giới hoạt động của dục. Thánh đệ tử của ta đối với ba chỗ sinh thù thắng nơi cõi dục ấy, quan sát đúng như thật có các hoạn nạn, nên đối với cõi dục này càng sinh nhàm chán từ bỏ. Sinh nhàm chán từ bỏ nên có thể chính thức lìa dục, chính thức lìa dục nên đắc giải thoát. Đắc giải thoát xong liền tự thấu tỏ, sự sinh của ta đã dứt và mình đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: ba tháng sinh cõi dục, thường nhận các dục lạc là dục trụ lạc hóa tha hóa từ tại thiên. Sinh ba chỗ như vậy tuy thọ hưởng phước lớn, nhưng luân hồi sinh tử, không thể sinh cõi trên. Ngay trong các dục này, ai biết được lỗi lầm bởi các nẻo trời người, chứ niết bàn vô thường. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: bí xô nên biết, ở thế gian có một loại các bí xô ác tạo tác ba pháp, nhưng giống như con lừa chỉ biết kêu. Ba pháp đó là: có một loại các bí xô ác không cung kính, không ân lợi, không hộ, không thể bí nhát, quên chánh niệm. Một loại các bí xô như vậy tạo tác đầy đủ ba pháp như vậy, nhưng giống như con lừa chỉ biết kêu, nghĩa là thật có đức nhưng đi theo chúng tăng nói thế này: cụ tọa biết cho, tôi cũng là sa môn thích tự chân chánh. Như một loại các bí xô ác này không có giới định tuệ học tăng thượng như các bí xô tăng chân thật thanh tịnh khác mà theo tăng chúng nói thế này: cụ tọa biết cho, tôi cũng là sa môn thích tự chân chánh. Như ở thế gian có bầy lừa đi theo sâu bầy bò,
lớn tiếng nói, tôi cũng là bò đích thực nên đoái tưởng tiếp đãi nhau. Nhưng thân lừa đầu tai móng mõm màu lông tiếng kêu đều khác hẳn với bò, mà cứ đi theo sau lớn tiếng bảo tôi cũng là bò đích thực nên đoái tưởng tiếp đãi nhau. Một loại cái biết xô ác như vậy, tôi không có đức như đi theo tăng chúng xuống lên thế này. Cụ thể biết cho tôi cũng là sa môn thích tử chân chánh. Như một loại cái biết xô ác này nên vào xóm làng thôn ấp để ở. Dạy buổi sáng sửa soạn y phục đắp y mang bình bát đi vào những nơi kia để cất thực, không thể hộ trì thân ngự ý nghiệp, không trụ chánh niệm, không giữ gìn các căn. Đi đến nhà thí chủ có tâm tịnh tính về lời giữ nên ngồi ở chỗ thấp thuyết pháp cho bạch y ngồi chỗ cao nghe. Ta bảo các loại ý xô ác này có giảng nói điều gì thì giống như lừa chỉ biết kêu. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: cạo tóc, mặc áo nhuộm, tay nắm cầm bình bát, ta không giới định tuệ nhưng tự xưng sa môn, như lừa ệ thế gian hình tướng khác khí bò, nhưng theo sau bài bò tự xưng chính là bò. Biết xấu ác như vậy thành các pháp không kính, tuy xen chúng thanh tịnh nhưng không chứng bồ đề. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo biết sao nên biết có ba loại học: ai ở trong đó lìa các phóng dật ngày đêm siêng năng giết các sự duyên, một mình ở chỗ vắng vẻ không tu học điên đảo, thì các lậu chưa sinh làm cho vĩnh viễn không sinh, các lậu đã sinh làm cho dứt sạch hẳn. Ba pháp đó là: một, giới học tăng thượng; hai, tâm học tăng thượng; ba, tuệ học tăng thượng. Thế nào là giới học tăng thượng? Nghĩa là các biết xô để đủ giới thanh tịnh an trụ, giữ gìn giới biệt giải thoát, thực hành theo phép tắc hoàn toàn viên mãn. Đối với tuổi nhỏ vì thế thấy rất sợ hãi, có thể học tập tất cả điều đáng học tập, thành tựu hai nghiệp thân ngữ thanh tịnh, thành tựu mạng thanh tịnh, thành tựu kiến thanh tịnh, như vậy gọi là giới học tăng thượng. Tâm học tăng thượng là gì? Nghĩa là các biết xô có thể chính thức lìa pháp ác, pháp dục ác, bất thiện, có tầm có từ, ly sinh hỷ lạc, an trụ hoàn toàn vào tính lực thứ nhất, nói rộng ra cho đến an trụ hoàn toàn nơi tính lực thứ tư, như vậy gọi là tâm học tăng thượng. Tuệ học tăng thượng là thế nào? Nghĩa là các biết xô nhận biết đúng như thật, đây là thánh đế về khổ, thánh đế về nguyên nhân của khổ, thánh đế về sự diệt trừ khổ và thánh đế về con đường tu tập để diệt trừ khổ, như vậy gọi là tuệ học tăng thượng. Ba pháp học này, ăn ngay trong đó lìa các phóng dật ngày đêm siêng năng, dứt hạn các sự duyên, mình ở chỗ bán vẻ, không tu học điên đảo thì các lậu sinh làm cho bệnh viện không sinh, các lậu đã sinh làm cho diệt trừ hẳn. Khi ai Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: giới tâm tuệ ba học, người trí nên tu tập, tinh tấn thường an ổn, giữ các căn nghiêm mật, thường ở chỗ vắng vẻ, dứt các duyên ở đời, xuyên tu giới tâm tuệ như cứu lửa cháy đầu, là học thánh học xứ, là học đạt đến tận cùng, thoát, chốn thoát trọn vẹn, thành tựu trí thanh tịnh, được giải thoát bất động, đoạn hẳn các lậu xong, dứt nẻo khổ sinh tử, không còn tái sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết, có ba pháp học, ngày nào xuyên tu tập, chắc chắn được kết quả, đến cứu cánh, được cam lộ chân đắc niết bàn. Ba pháp học đó là: một, giới học tăng thượng; hai, tâm học tăng thượng; ba, tuệ học tăng thượng. Thế nào là giới học tăng thượng? Nghĩa là các bí xô tôn trọng giới thi la làm tăng thượng, không tôn trọng định chẳng đẳng trì đẳng chẳng tăng thượng, không tôn trọng tuệ bát nhã chẳng tăng thượng. Vậy đối với những giới nhỏ nhặt đã học hộ trì hoàn toàn không cho hủy phạm. Vì sao? Tôi nói vì đó hoàn toàn không hủy phạm học xứ đã chế, không bị hổ thẹn, không nhất định, nhất định tùy thuận phạm hành thanh tịnh, nhất định thành tựu đầy đủ phạm hành thanh tịnh. Đối với các học xứ có thể trụ vào thi la, có thể trụ vào chỗ đã học, vì đó nhất định dứt hẳn ba kết, chứng quả dự lưu, đắc pháp không đọa, nhất định hướng đến bồ đề, cùng lắm là 7 lần qua lại trong cõi trời người, dứt các cảnh giới khổ, như vậy gọi là giới học tăng thượng. Thế nào là tâm học tăng thượng? Nghĩa là các biết xô tôn trọng giới thi la làm tăng thượng, tôn trọng định đẳng trì làm tăng thượng, không tôn trọng tuệ bát nhã chẳng tăng thượng. Vậy đối với những giới nhỏ nhặt đã học bỏ trì hoàn toàn không cho hủy phạm. Vì sao? Ta nói vì đó hoàn toàn không hủy phạm học xứ đại chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy thuận phạm hành thanh tịnh, nhất định thành tựu đầy đủ phạm hành thanh tịnh. Đối với các học xứ có thể trụ vào đẳng trì, có thể trụ vào chỗ đã học, vì nhất định dứt năm kết hạ phần, chứng quả bất hoàn, đắc pháp bất hoàn,
sẽ nhận hóa sinh vào nơi thế gian khác và sẽ bát niết bàn. Như vậy gọi là tâm học tăng thượng. Thế nào là tuệ học tăng thượng? Nghĩa là các vị sô tôn trọng giới thì là làm tăng thượng, tôn trọng định đẳng trì làm tăng thượng, tôn trọng tại bát nhã làm tăng thượng. Giải đối với những giới nhỏ nhặt đã học, hộ trì hoàn toàn không cho hủy phạm. Vì sao? Ta nói người đó hoàn toàn không hủy phạm học xứ đại chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy tuần phạm hạnh thanh tịnh, nhất định thành tựu đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh. Đối với các học xứ có thể trụ nơi bát nhã, có thể trụ vào chỗ đã học. Giải nhất định dứt hạn các lậu, đất chân vô lậu, tâm giải thoát hoàn toàn, tự giải thoát hoàn toàn. Hiện tại an trụ hoàn toàn, tự chứng thông tuệ, tự nhận biết rõ. Sự sinh của ta đã dứt và mình đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn thế sinh nữa. Như vậy gọi là tự học tăng thượng. Ai đối với ba pháp học đã nói trên đây, xin anh tu tập, ta nói người đó nhất định không có quả nào là không chứng, chắc chắn đạt đến cứu cánh, có thể đạt được pháp cam lồ cho đắc niết bàn. Như vậy gọi là có ba loại học. Ai siêng năng tu tập không có quả nào là không chứng, nhất định đạt đến cứu cánh, có thể được pháp cam lồ cho đắc niết bàn. Khi ấy Đức Thế Tôn nói là nghĩa này mà nói kệ: siêng tu giới thắng thượng, trụ giới trụ sở học, dứt sạch hết ba kết, quyết chứng quả diệu lưu. Siêng tu tâm tăng thượng, trụ định trụ sở học, dứt năm kết hạ phần, quyết chứng quả bất hoàn. Siêng tu tuệ tăng thượng, trụ tuệ trụ sở học, dứt hết tất cả kết, quy chứng quả vô sinh. Tam học không bỏ phế, quy chứng quả tối thượng, nên tôn trọng tam học, quyết định học pháp tánh. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết, có ba loại học: ai tu tập phần nhỏ được quả phần nhỏ, ai tu tập viên mãn được quả viên mãn. Ba loại đó là: một, giới học tăng thượng; hai, tâm học tăng thượng; ba, tuệ học tăng thượng. Giới học tăng thượng là sao? Nghĩa là các vị sô tôn trọng giới thi la làm tăng thượng, không tôn trọng định đẳng trì chẳng tăng thượng, không tôn trọng bát nhã tuệ chẳng tăng thượng. Vì ấy đối với những giới nhỏ nhặt đã học, hộ trì hoàn toàn không cho hủy phạm, có trái phạm liền bỏ ngay. Vì sao? Tôi nói người đó hoàn toàn không hủy phạm học xứ đại chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy thuận phạm hạnh thanh tịnh, nhất định thành tựu đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh. Đối với các học xứ đại chế có thể trụ nơi thi la, có thể trụ vào chỗ đã học. Vì nhất định dứt sạch ba kết, chứng quả chư lưu đức pháp không đọa, nhất định hướng đến bồ đề, cùng lắm là bảy lần có lại trong cõi trời người, dứt hết cảnh giới khổ, hoặc là có thể gọi là có người có thể làm cho tham sân si cõi dục mỏng bớt, chứng quả nhất lai, còn đổi lại thế gian này một lần nữa sẽ dứt hết cảnh giới khổ. Như vậy gọi là giới học tăng thượng. Thế nào là tâm học tăng thượng? Nghĩa là các bí xô tôn trọng giới thi là làm tăng thượng, tôn trọng định đẳng trì làm tăng thượng, không tôn trọng tại bát nhã chẳng tăng thượng. Vậy đối với những giới nhỏ nhặt đã học, họ trì hoàn toàn không cho hủy phạm, có trái phạm liền từ bỏ ngay. Vì sao? Tôi nói người đó hoàn toàn không phá hủy học xứ đại chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy toàn phạm hành thanh tịnh, nhất định thành tựu đầy đủ phạm hành thanh tịnh. Đối với cái học xứ có thể trụ định đẳng trì, có thể trụ vào chỗ đã học, người đó nhất định dứt hết năm kết hạ phần, chứng quả bất hoàn, đắc pháp bất hoàn, sẽ nhận hóa sinh nơi cõi khác, sẽ bát niết bàn. Như vậy gọi là tâm học tăng thượng. Thế nào là tuệ học tăng thượng? Nghĩa là các bí xô tôn trọng giới thi làm tăng thượng, tôn trọng định đẳng trì làm tăng thượng, tôn trọng tại bát nhã làm tăng thượng. Vậy đối với những giới nhỏ nhặt đã học, hộ trì hoàn toàn không cho hủy phạm, có trái phạm liền từ bỏ ngay. Vì sao? Tôi nói người đó hoàn toàn không hủy phạm học sự đại chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy thuận phạm hành thanh tịnh, nhất định thành tựu đầy đủ bất rửa phạm hành thanh tịnh. Đối với các học sĩ có thể trụ nơi bất nhã, có thể trụ vào chỗ đã học, người đó nhất định giết sạch các lậu, đắc nhân vô lậu, tâm giải thoát hoàn toàn, tự giải thoát hoàn toàn ngay nơi pháp hiện tại này, an trụ hoàn toàn, tự chứng thông tuệ, có thể tự thấu tỏ. Sơ sinh của ta đã dứt, phải bạn đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Như vậy gọi là tuệ học tăng thượng. Như vậy gọi là có ba loại học. Nếu mà tu tập chút ít phần được quả chút ít phần, nếu mà tu tập viên mãn sẽ được quả viên mãn. Khi Đức Thế Tôn nói tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: luôn trụ tôn trọng giới là tu tập thiểu phần, thường tinh tấn mạnh mẽ liền được quả thiểu phần. Luôn trụ tôn trọng định còn tu tập thiểu phần, thường tinh tấn mạnh mẽ cũng được quả thiểu phần. Luôn trụ tôn trọng tuệ còn tu tập mãn phần,
Tôi cũng tấn mạnh mẽ luôn được quả viên mãn. Tu ít và viên mãn đều được quả theo loại. Biết hơn kéo như vậy nên bỏ ít tu nhiều. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sơ nên biết có ba loại học. A. Tu tập đúng đắn làm cho các hữu tình thành hiền thánh, bậc thượng, trung, hạ, sai biệt. Ba loại đó là một, giới học tăng thượng. 2. Tâm học tăng thượng. 3. Tuệ học tăng thượng. Thế nào là giới học tăng thượng? Nghĩa là các bí xô trọng giới thi la làm tăng thượng, không tôn trọng định đẳng trì chẳng tăng thượng, không tôn trọng bát nhã chẳng tăng thượng. Giới đối với những giới nhỏ nhất đã học hộ trì hoàn toàn, không cho hủy phạm, có trái phạm giới nhỏ liền từ bỏ ngay. Vì sao ta nói việc đó? Hoàn toàn không hủy phạm học sứ đại chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy thuận phạm hạnh thanh tịnh, nhất định thành tựu phạm hạnh thanh tịnh. Đối với các học sứ có thể trụ vào thi la, có thể trụ vào chỗ đại học, người đó nhất định dứt hết ba kết chứng ngoại dự lưu, đắc pháp không đọa, nhất định hướng đến bồ đề, cùng lắm là 7 lần qua lại trong cõi trời người, hoặc thành bậc gia gia, hoặc quả nhất lai, hoặc thành bậc nhất giác. Như vậy gọi là giới học tăng thượng. Thế nào là tâm học tăng thượng? Nghĩa là bí xô tôn trọng giới thì đã làm tăng thượng, tôn trọng định đẳng trì làm tăng thượng, không tôn trọng tại bát nhã chẳng tăng thượng. Người kia đối với những giới nhỏ nhặt đã học họ thì hoàn toàn không cho hủy phạm, có trái phạm liền từ bỏ ngay. Vì sao? Tôi nói người đó hoàn toàn không hủy về học sứ đại chế, không bị hổ thẹn, nhất định tùy thuận phạm hạnh thanh tịnh, nhất định thành tựu phạm hạnh thanh tịnh. Đối với các học sứ có thể trụ nơi đẳng trì, có thể trụ vào chỗ đại học, giải nhất định nhất năm kết hạ phần chứng quả bất hoàn, đắc pháp bất hoàn, sẽ được hóa sinh ở cảnh giới khác, rồi sẽ bát niết bàn, hoặc thành bậc trung ban, hoặc thành bậc sinh ban, hoặc thành bậc hữu hành ban, hoặc bậc du hành ban, hoặc thành bậc thượng lưu, hữu đến sẽ cứu cánh, hoặc thẳng đến phi tưởng phi vi tưởng xứ để bát niết bàn. Như vậy gọi là tâm học tăng thượng. Thế nào là tuệ học tăng thượng? Nghĩa là biết sâu tôn trọng giới thì lên làm tăng thượng, tôn trọng định đẳng trì làm tăng thượng, tôn trọng tuệ bát nhã làm tăng thượng. Người kia đối với những giới nhỏ nhất đại học hộ trì hoàn toàn, không cho hủy phạm, có trái phạm liền từ bỏ ngay. Vì sao? Tôi nói người đó hoàn toàn không hủy phạm học sứ đại chế, không bị hổ thẹn, nhất là tùy tuận phạm hạnh thanh tịnh, nhất là thành tựu phạm hạnh thanh tịnh. Ngay nơi các học sứ có thể trụ vào bát nhã, có thể trụ vào chỗ đại học, giới nhất định nhất hạn các lậu, đắc chân vô lậu, tâm giải thoát hoàn toàn, tự giải thoát hoàn toàn, nơi đây pháp hiện tại an trụ đầy đủ, tự chứng thông tuệ, có thể tự thấu tỏ sự sinh của ta là dứt, phải mà đã lập việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Như vậy gọi là tuệ học tăng thượng. Như vậy gọi là có ba loại học. Nếu tu tập đúng đắn làm cho các hữu tình thành thánh hiền, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, sai biệt. Khi ấy Đức Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: do năng lực tu tập từ tinh tấn mạnh mẽ, tôi bậc thượng trung hạ đạt được quả sai biệt, tôi kinh tấn bậc hạ thành tựu quả bậc hạ, tu trung đắc quả trung, tôi thượng đắc quả thượng. Để biết tôi ba phẩm đạt được quả sai biệt nên phải xả hạ trung, tu tập theo thượng phẩm. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết các bí xô nào đầy đủ giới hoàn toàn, đầy đủ tuệ hoàn toàn. Vì ấy ngay trong pháp luật của ta đã tu hành đầy đủ, gọi là tối thượng sĩ. Này các bí xô, thế nào gọi là đầy đủ giới hoàn toàn? Nghĩa là các bí xô đầy đủ thi la, an trụ, giữ gìn giới biệt giải thoát, tu hành mẫu mực, không giới nào là không viên mãn. Thấy rất sợ hãi trong những lộ nhỏ nhặt, chấp nhận học tập, điều đáng học tập, thành tựu hai nghiệp thân ngữ thanh tịnh, thành tựu mạng thanh tịnh, thành tựu kiến thanh tịnh. Như vậy gọi là biết số đầy đủ giới hoàn toàn. Đầy đủ giới như thế gọi chính là giới hoàn toàn. Này cái biết số thế nào là đầy đủ pháp hoàn toàn? Nghĩa là biết số xuyên tu 7 pháp bồ đề phần an trụ hoàn toàn, đó gọi là biết số đầy đủ pháp hoàn toàn. Đầy đủ như thế chính là giới hoàn toàn, pháp hoàn toàn. Này các bí xô, thế nào là đầy đủ tuệ hoàn toàn? Nghĩa là các bí xô dứt hạn các lậu, đắc chân vô lậu, tâm giải thoát hoàn toàn, tuệ giải thoát hoàn toàn, ngay trong hiện tại an trụ hoàn toàn, tự chứng tâm tuệ, tự biết rõ sở sinh của ta đã dứt và mình đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Như vậy gọi là bí xô đầy đủ tuệ hoàn toàn. Như vậy gọi là nếu có bí xô nào đầy đủ giới hoàn toàn, đầy đủ pháp hoàn toàn, đầy đủ tuệ hoàn toàn, giới ngay trong pháp luật của ta đã tu hành đầy đủ, gọi là tối thượng sĩ. Khi ấy Đức Tôn tất lại nghĩa này và nói kệ:
Ai thân ngự ý nghĩ lìa các ác bất thiện, người đủ giới hoàn toàn lại biết xô hổ thẹn. Ai tu hành đầy đủ bảy pháp bồ đề phần, gọi đủ pháp hoàn toàn biết xô có diệu định. Ai nhận biết đúng đắn dứt trừ hết các lậu, gọi đủ tuệ hoàn toàn chân vô lậu biết xô. Ai đầy đủ hoàn toàn uy đức khó nghĩ bì. Ai tu hành đầy đủ là thông minh tối thượng. Tôi từng nghe Đức Tôn bảo, biết số nên biết, các biết số nào tình tượng ba phần, nên biết người như vậy. Đối với tình thi la đã được viên mãn, đối với quả vị chứng khách đã được viên mãn, đối với việc tu phạm hạnh đã được viên mãn. Để đến nơi tận cùng của phạm hạnh, ba pháp đó là, có biết số nào thành tựu giới uẩn, định uẩn thượng, đó gọi là biết số thành tựu ba uẩn vô học. Nên biết người này đối với định tịnh thi la đã được viên mãn. Đối với quả vị chứng khách đã được viên mãn, đối với việc tu phạm hạnh đã được viên mãn. Để đến nơi tận cùng của phạm hạnh, các biết số nào đối với tịnh thì là được viên mãn, đối với quả vị cũng là được viên mãn, đối với việc tu phạm hạnh đã được viên mãn. Để đến nơi tận cùng của phạm hạnh, nên biết người này chắc chắn không thích ở xóm làng, thành ấp, phòng xá, đồ nằm, cũng không thích cùng với các chúng biết số, chúng biết số ni, ở ba sách ca, ở ba tư ca, cần sách nam, đồng ở chung một thứ xứ ồn ào. Nên biết người này thành tựu pháp tâm tịnh tĩnh bậc nhất, riêng ở chốn vắng vẻ nương vào phép tứ y mà sống, liệt các câu ế bên trong giữ gìn chân thật, vứt bỏ chỗ mong cầu, không nhiễm theo phân biệt, không bị phép thế gian làm cho có nhiễm. Ví như hoa sen xanh vàng đỏ trắng ở thế gian đều nương vào nước mà sinh, nương vào nước mà lớn lên, tuy từ nước sinh ra nhưng không bị nước làm ô nhiễm. Người này cũng vậy, nương vào thế gian mà sinh, nương vào thế gian mà trưởng thành, tuy ở ngay trong thế gian nhưng không bị các pháp thế gian làm cấu nhiễm. Khi Đức Thế Tôn rất là nghĩa này và nói kệ thành ba phần vô học, quả vị giới cứu cánh, tu phạm hạnh viên mãn, đến tận cùng phạm hạnh, chúng biết số như vậy đắc vô già tối thượng, dứt hết cả nhớ khổ, chứng vô thượng an lạc. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết số nên biết ai mong cầu ba việc vui với vui nên đối với tịnh giới không khuyết, không hỏng, không uế, không tạp. Đối với tịnh giới nên hướng đến chỗ cao thượng, siêng năng tinh tấn hoàn toàn không lười bỏ. Ba pháp đó là: một, mong cầu việc vui của danh dự, nên đối với tịnh giới không khuyết, không hỏng, không tạp, không uế. Đối với tịnh thi la nên hướng tượng tinh tấn hoàn toàn không lười bỏ. Hai, mong cầu việc vui của lợi dưỡng, đối với tịnh giới nên không khuyết, không mỏng, không hỏng, không tạp, không uế. Đối với tịnh giới nên hướng tượng tinh tấn hoàn toàn không lười bỏ. Mong cầu việc vui sinh thiên, nên đối với tịnh giới không khuyết, không hỏng, không tạp, không uế. Đối với tịnh giới nên hướng tượng tinh tấn hoàn toàn không lười bỏ. Đó gọi là mong cầu ba loại việc vui, nên đối với tịnh giới không khuyết, không hỏng, không tạp, không uế. Đối với tịnh thì la nên hướng tượng tinh tấn hoàn toàn không lười bỏ. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: vì cầu ba việc vui, người trí giữ gìn giới, vì đời chuộng danh dự, ưa lợi dưỡng sinh thiên, quán thắng lạc như vậy, người trí giữ gìn giới nên sẽ gần trí như đến con đường hiểm, tuy không tạo tội ác nhưng gần gũi người ác, như dùng cỏ cát tường giống vào cá thịt thôi. Thân chỗ không nên thân, quen chỗ không nên quen, như đem vật trong sạch quăng hầm phẫn uế sâu. Người ưa sạch trong đời luôn sợ vẫy như nhớp, người có trí cũng vậy, rất sợ gần bạn ác. Tôi từng nghe Đức Tôn bảo, Bí Sư nên biết có ba loại hương thơm chỉ bay thuận chiều gió, không thể bay ngược chiều gió. Ba loại đó là: một, hương thơm của gốc rễ; hai, hương thơm của cành lá; ba, hương thơm của hoa. Ba loại hương thơm này chỉ bay thuận theo chiều gió, không thể bay ngược chiều gió. Bí sơ các ông nghĩ rằng, ngoài ba loại hương này ra, không còn loại hương nào bay thuận gió, bay ngược gió hay cả thuận nghịch gió. Để bày tỏ hương thơm cùng cấp cùng cấp. Vì sao? Vì trong pháp của ta có một loại hương thơm vi diệu có thể bay tỏa thuận gió, nghịch gió, thuận nghịch gió trên trời. Trong nhân gian đều do hương thơm ngào ngạt. Hiện thánh ở thế gian đều rất tôn quý, yêu mến. Thế nào là trong Phật Pháp của ta có một loại diệu hương có thể bay thuận gió, nghịch gió, thuận nghịch gió trên trời, trong nhân gian đều do hương thơm ngào ngạt. Hiện thánh ở thế gian đều yêu mến. Đó là hương thơm giữ giới. Hương thơm do giữ giới này có thể bay thuận gió, nghịch gió, thuận nghịch gió trên trời, trong nhân gian đều nghe, nhận sự ngâm ngạc. Hiện thánh ở thế gian đều rất thân quý, yêu mến.
như vậy gọi là trong nghịch gió, tuần nghịch gió. Trên trời, trong nhân gian đều rất yêu mến. Khi ấy Đức Thế Tôn ngất lại nghĩa này và nói kệ, thế gian có các thứ, hương của gốc, cành hoa, không bay ngược diệu gió, do uy lực nó yếu. Trong Phật Pháp của ta, có một loài diệu hương, nghịch thuận gió đều bay, lan tỏa khắp các nơi, trên trời và cõi người. Hiện thánh ở thế gian, tất cả đều yêu mến, đó là hương giới tịnh. Ai đối với hương này, an trụ không phóng dật, sinh định tại vẫn vàng, dứt hẳn các cảnh khổ. Tâm thắc nơi bài kệ kinh phần bản sự ở trước, đồng giới cảm hậu hữu, cầu lợi và dục sinh, ác thuyết giống lừa keo, bốn học cùng bốn giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh bản sự quyển 6.